Xin chào tất cả các bác nhá. Thưa các bác, ngày hôm qua anh em cháu cùng nhau cầu nguyện làm phép. Thế là sáng nay mưa to, từ sáng giờ là gần như là các bể nước ở các bác vùng cao trên hoang mạc đá là ít nhất thì cũng được một nửa, còn nhà làm mà hứng khéo là đầy hết rồi. Rất may mắn là quãng thời gian từ năm ngoái giờ phải nửa năm rồi anh nhỉ? Không có, cũng khoảng 3 tháng rồi, chưa đấy, có nước. Là chưa có nước. Mưa to. Hôm nay là gọi là khởi công xây nhà của anh Dính nhỉ? Anh Lúa. Đấy, nếu như mà cái trời mà hanh như hôm qua mà khởi công thì thực sự các bác là rất vất vả, bởi vì là hôm qua anh em cháu vào nhà một bà con ở đây ăn cơm là nước chỉ còn có tầm chưa đến 10 phân. Đấy, gọi là tất cả mọi thứ sinh hoạt trong một cái ca đấy. Nhưng mà hôm nay may quá có nước cái này này. Khởi công như này là nhà anh Lúa sau này có khi thành gọi là phú hộ đấy. Có lộc. Mưa về vỡ hết cả bờ. Với cả cái thời gian vừa rồi là bà con ở đây làm đường là gần như là ít nước nên là bê tông nó rất là khô. Đấy, bây giờ lại có nước như này thì theo như anh Thắng kinh nghiệm là 109 cái nhà thì là cái đường mà vừa làm xong như thế là nó sẽ rất là tốt vì nó ngấm nước và bê tông nó sẽ dai hơn đúng không? Được dưỡng. Đấy, nó bền hơn. Đấy, anh em hôm nay là may mắn đấy. Cái thời tiết mà nó mưa như này, nhưng mà nó mưa này thì chỉ khoảng tầm độ tháng chỉ cần nó mưa khoảng 4-5 ngày thôi. Úi dồi, là ok rồi. Úi dồi, 4-5 ngày. Nếu mà nó mưa dài quá thì cũng hơi lo lắng về việc xây nhà. Đấy, tại vì là hiện giờ thì bà con nếu mà xây nhà như này đã dỡ nhà ra rồi là phải cần cho nó nhanh, đấy, tốc độ để còn vào ở đấy, cho nó đảm bảo. Chứ không là cái việc mà làm nhà mà nó mưa nó kéo dài nó nhè nhét ra thì vất vả cho bà con lắm. Nhưng mà như này mưa này thì là cũng đủ để cây ngô để nảy mầm rồi. Đúng rồi. Nếu mà ngô mà tốt mà nó thấy thì bà con được mùa thì nó đỡ vất vả hơn. Tại vì trên này các bác nhìn cây lương thực chủ yếu là ngô, nhìn đâu không thấy lúa đâu cả, gạo rất là hiếm. Hy vọng rằng là ngôi nhà của anh Lúa này xây xong thì bà con đây sẽ lại được đón tiếp thêm nhiều trận mưa nữa. Đấy, để có thể là cho đầy các bể chứa rồi thì các cây cối mà họ trồng có thể là gọi là có cái lực đấy, cây phát triển gọi là ngang ngang để khi mà nắng lên nó không bị chết hạn. Lúc nãy là trưởng thôn là huy động người về đây rồi đúng không? Mà mưa quá. Mưa quá nên là bà con là về hết rồi. Về đây hộ là trời mưa là các bác thấy là bà con là mỗi người ngả rồi. Bà con chắc là cũng về để hứng nước ấy. Hôm nay mưa này là chờ đợi suốt bao nhiêu tháng rồi. Có mưa bà con về hứng hết. 2 tiếng đồng hồ rồi. Quá tuyệt vời. Anh em mình rẽ xuống đây. Đấy, đây vị trí nhà bạn đây. Lúa kìa. Đấy, các bác bên chính quyền là đang căng bạt. Trơn lắm. Bên trên một tí để nó cách xong cái chuồng tí của cái cửa chính mình đây, mở cửa ra vẫn nhìn thấy chuồng lợn chuồng bò ở đây thôi. Đúng rồi đấy, bác. Đúng rồi. Bốc mùi bông biếc vào nhà. Đúng rồi. Mình giữ gìn vệ sinh, đưa chuồng trại ra xa nhà. Đấy, đang thực hiện. Ông cứ phải lên sát tường bên trên này thì được. Nên, cho anh em cuốc vào trong này. Bảo cuốc vào trong này công an viên ạ. Chắc bảo rồi chú nghe đúng không? Lọc đấy. Nhiều lọc quá. Cả hôm qua là nói có trong đấy anh phó chủ tịch là có 2 nhà thôi, nhưng mà mới là phát sinh thêm chiều hôm qua là nhận thêm được tiền một nhà nữa là 3 nhà. 3 nhà là một nhà cái hôm qua cũng đưa ra đấy, thế kìa là sẽ di chuyển ra ngay gần trường mầm non kia. 25/3/2024 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Giang về tổ chức chương trình khởi công nhà Hội Chữ Thập Đỏ hưởng ứng tháng nhân đạo 2024 thực hiện công văn số 0403 2024 của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Mèo Vạc về việc phối hợp tổ chức khởi công không hai nhà Hội Chữ Thập Đỏ tại thôn Quán Xí, xã Lũng Pù. Hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Lũng Pù phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Giang tổ chức
khởi công xây dựng nhà tại thôn Quán Xí, hưởng ứng tình chương trình tháng nhân đạo năm 2024 tại thôn Quán Xí. Anh ơi, cầm em cái ô. Em vào đây. Ấy hơn 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 vào cái xô hỏi em. Hơn vào cái này. Đây là giống gà lông xù nha các bác. Đấy, gà này đặc điểm cái lông nó xuống tận cẳng chân đấy. Đấy. Nghe nói anh Thắng bảo là ngon lắm mà cháu chưa dám ăn. Có mỗi một con này. Để khi nào có dịp mà đàn gà nó lớn thì cháu sẽ quay lại đây cháu mua một con để ăn thử xem. À, ngoài kia là bà con vẫn đang nhiệt tình làm việc hết công suất để có thể là đến chiều nay là sẽ xong cái lệnh và tiến hành là làm. Chiều nay là sẽ làm gì nhỉ Tủa nhỉ? Dạ. Chiều nay là sẽ làm công đoạn gì? À bây giờ là đang mở rộng lần sau này ra xong rồi thì cũng sẽ đo để lấy vuông góc trong xây nhà. Chiều là xây móng luôn à? Đào móng. À đào móng. À thế là cái nhà này sẽ là không làm cột như trước nữa phải không? Mà làm tường cây luôn. Đất. À. Đất. Ở dưới cũng có đá. À. Mình vẫn phải đào có đoạn nào mà có đá thì mình lại bỏ. À. Ở nhà này với diện tích rộng như này là xây hết khoảng bao nhiêu tiền? Đang bây giờ dự toán. Bây giờ mà mở rộng ra xong mình đo để kích thước xem mà chủ nhà muốn làm như thế nào. Còn làm to thì nó sẽ hết nhiều tiền. Còn mình làm ngắn tầm khoảng nhìn dưới gạch này, nó rộng tầm khoảng 9m. 9m. 9m với lại 6m. Trên 6 54 hả? Thì nó cũng sẽ cái số tiền đấy là cũng vừa 60 triệu hả? Đấy, ở đây 60 triệu xây được cái nhà nha mọi người. Đấy kia 60 triệu rồi chỉ mua được xi măng chưa chưa làm xong cái móng. Dưới xuôi là làm móng về mất tùy chỗ nhưng mà có chỗ phải tầm vài trăm. Đấy. Ở dưới là có khi làm cái móng hơi đã hết hơn bằng dưới tiền. Ừ. 60 triệu không làm được móng luôn đấy. Thế làm móng tốn lắm. Bà con đây đoàn kết. Một nhà xây cả thôn họ vào họ làm. Khu vực đây là tinh thần đoàn kết rất cao. Xong rồi đến lúc mà nhà khác có việc họ lại đi sang đúng không? Đúng rồi. Nếu nhà này có thì cùng nhau ra đây giúp mà. Đến khi có hộ khác lại có thì cùng nhau lại đi ra đấy giúp. Đấy. Đây, đây, chỗ này dưới đây là đất, à là đá hết. Chỗ nhà của bạn Lúa này trước đây là bạn ấy đi bới đất mang về để cho ở đây. Chứ mọi người đều biết là cao nguyên đá này thì hoang mạc lại rất là ít đất. Dân là họ phải bới. Sau đó là nhặt những viên đá đi xong bới dần cải tạo ra được một lớp đất để trồng cây. Đấy, đá này. Thưa các bác, vừa nãy thì cháu đã cùng với cả anh Nguyễn Tất Thắng trao cho em Tủa là 30 triệu đồng. Đấy, để cháu với cả cùng với cả chị Hằng mỗi người bỏ ra 30 triệu, tổng là 60 triệu để giúp cho gia đình của bạn Lúa xây một ngôi nhà tại xã Lũng Pù đúng không em? Tại khu vực Quán Xí. Thôn Quán Xí, xã Lũng Pù. Vâng, thì thưa các bác là về cái tiến độ thi công cũng như là gọi là xây nhà như nào thì các bác sẽ ghé vào kênh của em Tủa, kênh Mí Tủa Vlog thì các bác sẽ theo dõi. Hàng ngày em sẽ đăng những cái video để các bác biết được là cái quá trình xây dựng như thế nào và cuộc sống của bà con như thế nào thì các bác đón xem ở kênh đó. Thế còn là cháu sau khi bàn giao số tiền cho em Tủa, trao tặng số tiền là 30 triệu thì cháu sẽ di chuyển về thành phố Hà Giang
và cùng với cả anh Nguyễn Tất Thắng sẽ bắt đầu cái chuyến xuyên Việt của mình với cái niềm hy vọng là mang lại cái lan tỏa cái tình yêu thương đến tất cả mọi người, và hy vọng rằng trong mỗi một cái video sẽ, mọi người sẽ cảm nhận được cái thông điệp đó và cùng nhau chung tay góp sức để giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn vượt qua những cái thời điểm khó khăn để họ có thể là chủ động, họ tự lập và tự làm giàu sau này. Đấy, ví dụ nhà em Lúa đây là cháu cùng với cả chị Hằng giúp. Đấy, nhà em sẽ có một cái nhà để gọi là an cư, lập nghiệp đúng không? Đất thì là đi khai hoang thôi, nhưng còn có nhà để ở ổn định đã, sẽ yên tâm làm việc đúng không? Đấy, có gì thì em lụa, em tủa một thanh niên và cũng tiếp cận với cả mạng xã hội rồi những cái công nghệ trên YouTube họ cũng hướng dẫn rất nhiều. Hy vọng rằng là với cái sự gọi là nhanh nhẹn và gọi là thông minh đấy thì em có thể là truyền tải được lại cho những bà con, như trên mạng họ hướng dẫn cái cách gì hay hay thì em có thể truyền tải lại cho bà con đúng không? Vâng. Những cái công nghệ mới, những cách làm mới bà con có thể là phát triển tốt hơn, làm canh tác nó hiệu quả hơn. Đấy, vừa nãy cháu đã bắt được cái con gà này. Đấy, cho nó ngủ nhé. Ngủ đi, ngủ đi. Đấy, ngủ đấy mọi người. Mở ra mắt vẫn mở. Mở đi, ngủ rồi. Đấy, đây nhìn cái chân này. Con này là kiểu là gà, cũng là gà xù nhưng mà nó lai. Gà lâm xù đấy. Đấy, cũng là xù đấy. Nhưng mà nó lai, lai với cả gà ta nó không xù lắm. Ngủ đi em. Nhìn đẹp hết rồi. Đấy. Cả một chảo là toàn thịt gà luôn. Nhiều thật đấy. Chỗ này mấy con đấy anh nhỉ? 5 con. 5 con luôn. Cho hết cả chảo đi. Hơn 13 cân. Chính là nấu như này nó ngấm gia vị ngon anh nhỉ? Luộc thì nhiều khi là nó không ngấm. Cái này nấu lại tính là ngon. Làm hai chảo nấu cùng lúc luôn. Các bạn nghe tiếng gà sôi sùng sục, nghe nó phê. Bác nào đang đói là phải chua đi nhé, không là cái này là hơi bị thèm đấy. Dùm quả rãi luôn. Ai đấy, bây giờ các bác đã bày hết ra mâm rồi. Các bác có nhớ là cháu có một bạn caravan sắp nghỉ việc, đứng im đi đâu đấy. Bạn caravan này sắp nghỉ việc, bạn đây cho cháu xin cái này. Bằng cho cháu xin một đấy, mõm gà mà đúng món. Cầm đi, cầm đi, đúng món thích thì ta nghiện còn ngại ăn đi. Bạn này rất thích ăn mõm gà. Mõm gà này rồi thì là phao câu với cả chân gà đấy các bác nhớ, với cả mỡ gà đấy. Nhớ tí mà đây là ví dụ cái miếng mỡ mỡ như này là em phải gấp cho nó nhé, còn miếng thịt trắng lạc là nó không ăn đâu, em mà gấp là nó coi là xúc phạm rồi đấy. Ăn sạch đấy, có cái mõm này gặm đi. Cái gì? Đấy, thích ăn mõm lắm các bác ạ. Đến sắp tới có cái hành trình xuyên Việt mà. Các bác đoán tiếp anh em cháu nhớ phần cho bạn caramel này cái mõm gà để bạn ăn. Ngon không? Nó rất thích ăn mõm gà đấy nhá. Tí góc nó nhiều rồi nhá. Được rồi. Thịt ngon đấy. Gà ngon đấy. Ngon đấy. À, cái món các cái món ăn thì món này cháu đặc biệt thích cái đoạn hớt váng. À hớt váng. Cái đoạn nó nổi lên là mình phải hớt ngay. Nó nổi trước mày rồi. Các bác mà uống cái này thường xuyên là hơi khỏe các bác nhé. Đây là mèn mén này. Đây là mì tôm này. Đây là canh đắng này. Canh đắng này. Ăn nhiều quen rồi, đâm ra là mình về Hà Nội được có 2-3 tuần lại phải lên. Bảo anh Thắng ship, anh bảo phải lên đây mới được. Anh không ship nhau. Đây phải làm bát canh đắng á. Đó là lâu chưa ra. Thôi.
Ngon nè, cái này ngon nè. Em đang nấu anh được tí. Mời anh nhé. Mời các bác nhé. Ngồi vào đi. Mời chú nha. Ngồi đây thôi. Bụp canh đắng đây. Bụp kem đắng đắng trước. Đắng canh đắng. Mấy bác nào mà ăn canh đắng ấy là thắng phải giới thiệu làm phải mở màn là ăn trước bữa ăn. Đúng rồi. Xong ăn bất cứ một cái gì nó cũng ngon. Cảm giác như là khai vị ấy. Khai vị luôn. Ui dồi, hôm nay nấu lâu quá đắng rồi. Càng đắng càng ngon đấy. Ăn tiếp. Mời các bác chiến đấu nhé. Anh nhớ để mõm gà với chân gà cho thằng quay phim của em. Đúng rồi, đúng rồi. Nó thích ăn món đấy. Anh mà ăn mất mõm gà là đồ dỗi. Cháu đang ăn nó bắt cháu dừng để cho nó ăn đấy các bác. Thế khổ không? Đói thối mồm. Mà ăn mà bằng cái bát gì ấy hả? Đây các bác xem bát của thằng Caramel này. Cháu nhìn là nó cũng giống cái bát ấy nhưng mà nó có thiên hướng giống như là thau rửa mặt hơn. Đấy. Đúng không? Cái vừa rửa mặt xong là luôn à? Đấy, cháu đang ăn dở bắt cháu là phải cầm máy nó ăn đã nó kêu đói quá. Cháu mời các bác nhá. Nguyên một bát lợn chưa ăn miếng gà là bây giờ đây các bác xem cái ngấn này. Đấy, nó tràn mèn mém ngập lửa thau. Ăn được hết rồi đấy. Thế chị lị mõm gà đâu ăn được à? Ăn hết mõm gà luôn. 6 cái mõm gà ăn hết sạch không còn cái nào. Chưa mà cũng ngon. Đây, cháu xin phép các bác video đến đây tạm dừng nha. Cháu ăn tiếp đây. Đang ăn dở bắt cháu phải cầm máy. Đấy, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Còn tí ra đắng ăn lốt. Ôi xời. Lòng gà lá đắng vào đây. Quất xong. Thấy bà con ăn khỏe thế mình khỏe mèn mén luôn nhỉ. Đúng rồi. Chào các bác. Ngon tối mà. Chào các bác nha.